chưa thôi ngon này. Bóng đá kìa, bóng đá, cái thứ bóng đá gì đấy? Bọn tôi xuất thân từ Brazil nhưng tôi cảm có hướng tôi gì là ra đây giờ Brazil này à, bốn người loại không không lạ lắm đâu. Hello alo alo à, muốn tí gì vào tôi gì đúng không? Muốn tí gì vào tôi, tí một mình tí gì vào đúng không? Thế đủ rồi đúng không? Đủ rồi, ok thầy, chỉ thế là đủ. Vào chị, vào chịu pressing còn gì nữa, một tháng mà chấp nhận thua luôn à? Cái gì? Chấp nhận thua nào? Nói gì? Ra bóng sau là thua. Vấn đề gì đâu mà. Thơ Nguyễn còn đứng đây phải lo. Lê Thơ, Thơ Nguyễn đứng đây rồi, ai không đi Lê Thơ. Ra phe Lê anh em chạy cánh của Milan. À. Chờ chưa? Ok. Mọi người à? Em ai thật, các thầy không có cửa luôn ấy, không một cửa gì luôn ấy. Nhận có dám nhận là có cửa đâu. Dám nhận là có cửa đâu, thật sự. Cảm ơn bạn Huy nha. Ủa, cố lên anh, phải cố, trận này phải cố, trận này phải thắng mà. Cố làm cái gì, từ đâu lại vào đấy thôi mà. Kêu cố, có phải cái gì cố, sao cố là như ý mình đâu mà. Cố là được đâu mà. Phải tớ, không ấy nhỉ. Sao anh gần cái vào gáy thế, để người ta cho cái vào gáy thế. Sao đi đâu ấy nhỉ. Ờ okay. lại nói nhiều quá mất hay. Từ từ nha, tôi đang chạy chỗ này, thấy thấy tôi chưa? Ok, tôi nhìn rồi. Rồi. Ơi mạnh, cái chân thể chưa ngon. Ủa đến đá nhưng mà đá bây giờ nó chỉ lỗi chiến thuật rồi, bây giờ tôi thầy phải điều dư luận nhá. Đó, điều dư luận. Tôi hiểu. Okay. Rồi, lượm ra có thịt đúng không? Đúng luôn đấy nhỉ? Đúng luôn. Dạ. Đi ra hẳn ngoài sân luôn. Uầy. Đi ra. Kể đi ra người ta sút kìa thầy. Đi ra đi. Đi ra cho người ta. Ok, sút đi. Đi ra, kìa người ta bỏ đi ra. Sao ghi này hay vậy? Tôi đang đợi. Biết ngay là của đấy mà. Thầy đừng chạy chỗ vội, thầy quay lại anh em phải ở bên đá kiểu Hà Nội đấy. Thầy nó đá kiểu Hải Phòng đấy. Hay tôi thầy chơi lướt ván, hôm qua tôi thấy thầy chơi lướt ván. Chơi băng lướt ván gì đấy. Đấy, tôi thầy chơi lần này. Điều hướng dư luận đi. Luyên lốc có chuyện dài. Đừng chuyền xem mà. Có vị không? Tôi tưởng được vị chứ nhở. Tôi tưởng thì ba ba trách thủ nữa rồi mà. Trời bóng đá kìa, đuổi đá cứ bỏ cứ nhở. Tôi gót này. Cái lần vô tình. Thì đây đi ra ai đâu gì quá. Tôi giật mình. Tôi bỏ mè, bạn cũng thế. Xử lý thế. 100k kìa. Tôi cho nó một là xong ngay, cái gì đâu mà trẻ con này đấy. Tôi cho một nó làm ngay. Chớ. Thôi. Bóng đá gì đấy? Bọn tôi xuất thân từ Brazil nhưng tôi cảm có hướng tôi gì là ra đây. Brazil này. Mà máy phơ. Thế vào đây thầy à, trên bên đấy thầy vào đây, tôi ở sau này. Xin này, xin này. Rồi. Ôi, hay. Em ai đấy? Bóng đá xứ sở thiên trường à? Lóc cái đầu mà. Gì mà nóng đầu đi được. Kìa người ta đá bình thường thì sẽ có nóng đầu. Sao này tôi đang khởi động mà. Lại à, treo lại là thua ấy chứ. Để ra mắt đi. Thêm phải nó vừa chém kinh thật đấy. Đứng đây không? Quay vào nhá, em nhìn kia này, tôi giờ mẫu đầu tiên nhất nhá. Quay đá vào thu luôn, thầy đứng đấy cho tôi. Đá vào thu luôn, tôi đi hẳn lên, đá vào thu luôn. Ra đây đi. Bảo rồi mà. Đá kìa. Em nhìn kia nhá, tôi chỉ làm mẫu một lần duy nhất rồi đấy. Thầy Lân chưa vào trường bóng này trong sự nghiệp. Có thể nói thế, rồi thầy nói thế. Sự nghiệp thầy nó ngắn ngủi nhá. Sự nghiệp tôi sẽ nghe thôi mà. Sự nghiệp của thầy ngắn ngủi thôi. Đi ra. Bình tĩnh thôi nhá, bình tĩnh lại. Mới mẻ đấy nhở, thầy ơi. Cái gì ấy? Ăn cho thầy. What the hell? Thôi, xứng đáng trả giá thật, làm trò xứng đáng trả giá thật. Trò tiêu khiển, đấy, dám trêu người tiêu khiển. Huy chương bạc SEA Games dứt điểm vừa rồi, mấy em đánh giá không cao luôn ạ. Nào, tập trung đi. Ôi giời. Đấm
né cái quả đòn đó là tập kim đi thầy khi chương bạc SEA Games nhầm hướng. Nhầm hướng là không? Nhầm hướng là không? Hai vị vị có cái gì không? Sao sao khi quả đấy là nhầm hướng vào trong người ta mắt mét nó sút bên phải đi phơ di tham vừa ăn quả phơ di tham vào đầu không? Nó sút bên đấy mà nó sút ở dưới này này đó nó nghe từ chim mà tôi đọc mà cái gì đó mà ngon nhìn đi bên trái là mắt bên phải đấy. Sao nó bắt được tôi vuột quần áo này rồi. Chưa thằng nào Việt Nam bắt được vuột quần áo. Tôi chỉ không thầy cái. Tôi đang không thầy. Để tôi đang không thầy. Thầy đâu vậy? Thầy đâu? Tôi thì thầy cái. Thầy đâu vậy? Thầy đâu vậy? Đánh giá con vợ này mình thế là mình là top 4 rồi thầy. Thủ đi đi, tập thủ đi đi. Người ta truyền thoải mái mà, tôi ở đây mà, ok. Tập thủ tiếp đi. Tôi là Rudiger, tôi tái hiện hình ảnh. Bóng đá 35 mét à? Chết rồi. Chết cả bóng đá 35 mét. Thầy bị nhộn, bị xuống xa. Sợ thế. Sao lại cứ cho người ta cơ hội vậy nhờ? Cho người ta cái cơ hội, cho người ta hy vọng vậy. Tôi bảo rồi mà, các thầy nó phải thua. Rồi, đá rồi, tôi thầy đá. Bắt đầu nhá. Bây giờ gì này, của thầy này. Rồi, tôi chạy đây. Ăn xoạc rồi đấy. Vậy Tạt đi. Đây, thích thì tạt, không gì đâu. Thì tạt, được chưa? Nhờ. Hay chứ, hay quá luôn đấy rồi, bắt quả này xin chết. Không quả cho chết. Lần đần mông đá lần nữa nhá. Nóng mắt. Mấy em nóng mắt rồi nhá. Như nào đấy? Hả? À, như nào đấy? Hả? À. Quá. Thầy lên. Dễ bắt bài quá thầy ạ. Dễ bắt bài thật sự luôn ấy. Cái thể thao Sony nó cứ cái đang tập tầm Marcelo nó không đá thầy ạ. Nhưng nhưng vì tôi đồng hồ đứng rồi kia cứ chạy làm gì đừng có tiếc khổ quá gì trọng tài đứng lại cả lúc rồi còn ơ đây quả này hồi vị này skin đi hay quá nhỉ kìa kìa xem skin cơ kìa xem skin lúc này cơ sao tại vì tg bị sao đấy nằm xuống hai cái kéo đang đến đấy nhờ kéo mà mày bạn tàn ba bơ đội tôi tàn ba bơ gặp đừng chuyển số béo nha. Tham thì có đấy nữa, thầy có đấy. Rồi, ok. Bắt chặt đấy rồi. Tôi xoạc này. Đúng. Hết rồi đấy. Trong đấy. Gót cái gót hồng. Chưa gót đâu, nó nghe mình mà. Tôi vừa soi cái gót hồng lắm. Zen An kìa. Chưa gót đâu. Ok. Đây, ra ngoài đây. Là mẹ ở ngoài nó trông tạt cho nó cẩn thận. Đây, muốn làm gì làm. Chạy hết rồi. Giải tán đi, mấy thầy giải tán đi cho người ta làm. Một em công di chuyển đi. Gì ấy? Ôi cái gì ấy? Ôi. Cái gì? Cái muốn là tôi cười quá, muốn cười quá. Muốn lên à? Quả thì vào ạ, muốn lên. Này tôi chạy rất nhanh này. Rồi tôi chạy rất nhanh này. Tôi chạy rất nhanh lên trên này. Rồi béo này, chạy rất nhanh lên trên này. Đánh ghi bàn đi. Là. Tôi đừng ôm tôi nhá, đừng ôm tôi. Ôi không. Ôi bay. Không bay nhảy. Chạy theo tôi đi. Xử lý đi. Đây. Thôi nhờ. Nóng cái đầu luôn nào. Sao đây? Sao mà chơi vui mà nóng gì đâu kìa. Ủa đá bóng vui mà cứ nóng đầu đùa đâu. Dạ thì em ơi vào Discord để chấp nhận bị quay thôi. Chết chấp nhận vào mà. Quay mời vào đâu. Cảm ơn chị nha. Mỗi người vào ấy cả. Tương tác cả. Đâu. Ủa anh gửi anh tờ giấy anh lau cái sạc nó đỏ. Ủa, là... cái mặt rồi thế? Kiểu này, lấy cái thầy đó. Chuyển sang đi, nhanh lên, run quá, chuyển sang đi. Sao thầy cản tôi vậy? Tôi kia thầy, chạy bắt thầy tôi kia thầy. Chuyển kìa. Sử dụng kinh khủng quá. Giữ một nhịp xe luôn, khỏi skin này khó đấy. Cái đấy là trượt băng. Đứt vàng, đứt vàng. Ủa, vột quá hay. Em là thứ hai, đó. Em thứ hai với V1 anh em ơi. Người phía 3 đi, bấm phía 1 đi anh em.
không bấm ấy chứ, người ta không bấm, bắt người ta không bấm. Ủa, ui Khánh Lân, đang vào đấy đi chơi thôi nhỉ. Mấy cái múa may này có cái gì đâu. Bảo người ta xỏ bóng mà người ta xỏ đá chân thôi mà, lịch sự như thế. Nhanh lên không làm càng, nhanh không làm càng. Nhanh lên, gót về nhanh. Ui đấy là skin gì đấy, lạ thế. Đi đâu? Hỏi xem đi đâu nhỉ, có việc hay sao đi vội đấy nhỉ. Ok, đi đâu sao? Thấy Ly không chuyển đâu. Tôi bảo mà Ly không chuyển, tôi định quay về chống phản công rồi nhá. Rồi. Ra ngoài. Ủa phanh kìa, phanh hoàn đấy nhỉ. Ui dồi, xe ô phanh xích lô rồi. Ôi dồi. Okay. Tôi không quạt ai, tôi đang thể hiện phong cách TG đấy, không quạt ai cả. Này. Đây là 35 mét rồi. Đá mất bóng, mất vệ sinh thế, đùa là xin khẩu trang. Lỗi tôi. Chủ đâu đá bóng kìa. Tôi thử, con này chiều nay nó vụt. Thử xem nó có mạnh không, mà nó mạnh thật. Anh em nào thấy anh cho xin phím 1 nhá. Đây tôi đứng lên mới lấy bóng được. Khó thế. Đi ra đây, đi hẳn luôn mà. Từ từ mình lóng lóng thôi. Từ từ xem làm thôi. Lấy tiền đấy. Đi ra. Này. Tôi cần biết này. Vào trong này. Chuyện. Đây chồng ơi. Trong này. Vào đây chồng ơi. Mẹ. Chuẩn luôn, gấp luôn điều gì nữa. Vào trong này. Vào giữa đi. Thì truyền đi, nói từ đằng nào tự ái quá, đang định truyền giữa, đọc mẹ trước bài rồi tự ái quá. Mày này. Cái máy à? Thế nào với máy đi, máy làm sao đang kém này. Máy sao đang kém này được. À. Ủa, chơi nhà nó sẽ à đúng không? Cày đúng không? Xong ra. Xong ra nhỉ? Đứng im này. Đứng im nào. Cộng 4 rồi thầy ơi. Cộng ra. Tôi với thầy đều bị cộng luôn à? Cộng cả đôi mà. Đa danh mà. Thế thì ghi bàn đi nhỉ? Ok thầy ơi. Ghi bàn đi. Xong rồi đấy. Thôi ở đây đá nhanh đi cho đỡ cộng rồi. Cái rục. Ở đâu đá cái rục rục. Được chưa? Bỏ tao ra để người ta bực. Cái rục. Cái rục. Cái rục. Cái rục. Cái rục. Đùa tự nhiên cộng kìa. Không để ý thi đấu, không để ý chị. Đá lại vào đấy. Thôi đấy, nó lưới đi. Ok. Lưới đi cho người ta vào đấy. Đó, đấy, đúng không lưới luôn. Thì rồi. Mà nó lưới là gì? Quả đấy tôi không nhảy lên đánh ra mà thôi. Barcelona xuất đầu rồi. Tóc tôi thì bắt được quả này. Quả này đến. Nó nhiều tóc. Nói tập lý rồi. Ok thầy ơi.